Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Kính thưa các thầy cô và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một vấn đề là cách tính số mol khí theo công thức N bằng V chia 22,4 hay là N bằng V chia 24,79. Và cũng xin lưu ý với các bạn xem kênh, khi các bạn xem video nào của kênh, nếu nghe thấy cụm từ kính thưa các thầy cô và các bạn, thì các bạn phải hiểu rằng nội dung trong video là những vấn đề quan trọng hoặc là rất quan trọng, cần phải chú ý cao. Ví dụ như những vấn đề mà các thầy cô đang băn khoăn, hoặc là những vấn đề các bạn đang thắc mắc nhiều, hoặc là những vấn đề mà cần phải tranh luận khoa học, hoặc là những vấn đề mà có tính thời sự, hoặc là những vấn đề là có tính định hướng khoa học nha. Đấy, nói chung là những vấn đề quan trọng và cần hết sức chú ý. Kính thưa thầy cô và các bạn, như vậy để hiểu về cái hai cách tính như thế này thì chúng ta cần phân tích và tìm hiểu sâu về nó với những nội dung sau đây. Thứ nhất, chúng ta trình bày một cái thực tế hiện nay. Thế thì cái hiện nay, khi các thầy cô và các bạn đọc các bộ sách giáo khoa hoặc các tài liệu tham khảo đang được lưu hành, chú ý là đang được lưu hành nha, tức là những tài liệu nó có giá trị về mặt pháp lý, về mặt khoa học để chúng ta tham khảo, đang bày bán trên các hiệu sách hiện nay đấy. Thế thì chúng ta có hai cách tính đang tồn tại song song như sau. Cách thứ nhất là ở điều kiện tiêu chuẩn. Viết tắt là D, K, T, C. Thế thì ta tính bằng công thức N bằng V chia 22,4. Cách tính thứ hai gọi là ở điều kiện chuẩn. Ở điều kiện chuẩn. D, K, T. Không có chữ tiêu ha. Thế thì N sẽ tính bằng V chia 24,79. Đấy. Trong đó, N chính là gì? Số mol khí. Đơn vị là mol. Và V là thể tích khí. Đơn vị là lít. Được chưa? Đấy. Thực tế hiện nay chúng ta đang sử dụng hai công thức ở điều kiện tiêu chuẩn. Thì áp dụng công thức N bằng V chia 22,4. Và ở điều kiện chuẩn thì áp dụng công thức là N bằng V chia 24,79. Trong đó, N chính là số mol, đơn vị là mol. V là thể tích, đơn vị tính là lít. Như vậy, điều kiện chuẩn và điều kiện tiêu chuẩn thì người ta định nghĩa như thế nào? Chúng ta sang phần 2. Điều kiện chuẩn và điều kiện tiêu chuẩn. Thế thì cái điều kiện chuẩn hay là điều kiện tiêu chuẩn chính là những cái điều kiện vật lý, chủ yếu là gồm hai cái thông số nhiệt độ và áp suất. Cụ thể, ở điều kiện tiêu chuẩn, D, K, T, C, thì nhiệt độ là không độ C, tức là 273,15 độ K.
và áp suất là 1 atmosphere. Được chưa? Đấy là điều kiện tiêu chuẩn. Còn điều kiện chuẩn thì sao? Điều kiện chuẩn DKC. Thế thì gồm hai yếu tố là gì? Nhiệt độ là 25 độ C, tức là 273.15 cộng 25 bằng 298.15 K. Và áp suất là 1 bar, B-A-R, đơn vị của áp suất là bar. Được chưa? Đấy, ở đây chúng ta chú ý là gì? Gắn với cái điều kiện tiêu chuẩn, tức là 0 độ C 1 H, thì chúng ta dùng công thức N bằng V chia ma cấp 4. Còn gắn với điều kiện chuẩn, tức là nhiệt độ 25 độ C và áp suất 1 bar, thì chúng ta áp dụng công thức N bằng V chia 24.79. Ở đây chúng ta cần chú ý là gì? Cái điều kiện chuẩn và cái điều kiện tiêu chuẩn là cách chúng ta phiên dịch thôi nha. Cách chúng ta phiên dịch từ tài liệu nước ngoài đấy. Được chưa? Thế thì cái gốc của nó là gì? Cái đây. Standard Temperature and Pressure, hay gọi là STP. Đấy, nếu chúng ta dịch sát nghĩa của nó là gì? Nhiệt độ và áp suất chuẩn. Rồi, còn cái nữa là gì? Standard Ambient Temperature and Pressure, SATP. Dịch sát nghĩa của nó là nhiệt độ và áp suất phòng chuẩn. Có nhiều tài liệu nó dịch là cái nhiệt độ và áp suất môi trường chuẩn. Nhưng mà cái môi trường thì nó bao hàm rộng lắm. Rộng hơn là cái chữ ambient này. Ambient này nó bao gồm cái xung quanh của cái chúng ta làm cái điều kiện thí nghiệm thôi nha. Nên tạm dịch là cái nhiệt độ và áp suất phòng chuẩn nha. Được chưa? Đấy. Thế thì cái điều kiện chuẩn và điều kiện tiêu chuẩn, khi các bạn search Google hay như nào thì nó ra một cái hai cái này nó ra giống nhau thôi ha, nó không có phân biệt được đâu nha. Nếu mà tìm thì các bạn nên tìm là gì, cái STP hoặc là SATP như thế này thì nó mới ra rõ ràng hơn. Chứ còn hai cái điều kiện tiêu chuẩn và điều kiện chuẩn là cái gì, nó dễ bị nhầm lẫn lắm nha. Nếu chúng ta tìm ở trên Google như thế nào đấy thì chúng ta sẽ ra cái kết quả nó trùng nhau đấy nha. Được chưa? Vậy thì cái gốc của nó là từ chữ là gì? Standard Temperature and Pressure và Standard Ambient Temperature and Pressure. Đấy, được chưa? Rồi, chúng ta tìm hiểu vấn đề thứ ba quan trọng đây là vì sao có các hệ số 22.4 và 24.79. Vì sao có các hệ số 22.4 và 24.79. Chưa? Đấy. Thế thì để trả lời cho cái vấn đề này thì chúng ta xuất phát từ phương trình Clapeyron-Mendeleev. Clapeyron-Mendeleev.
tức là gì? BV bằng NRT. Từ đó chúng ta rút ra được N bằng BV chia RT. Ta đặt đây là phương trình số 1. Trong đó, N chính là số 1, đơn vị là mol. T là nhiệt độ, tính bằng độ K. V là thể tích, tính bằng lít. B là áp suất, tính bằng atmosphere hoặc là bar. Nếu tính bằng atmosphere thì cái hằng số R bằng 0.082057. Đơn vị của R là lít at trên mol K. Còn nếu áp suất B tính bằng bar thì cái hằng số R bằng 0.083145. Đơn vị của R lúc này là lít bar trên mol K. Được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta xét ở điều kiện tiêu chuẩn. Thế thì điều kiện tiêu chuẩn chúng ta có là gì? 0 độ C và 1 atmosphere. Thế thì chúng ta có cái thông số là gì? Nhiệt độ T bằng 0 độ C. Tức là quy đổi ra T bằng 273.15 K. Và cái áp suất B bằng 1 atmosphere. Do đó cái hằng số R lúc này sẽ là 0.082057. Chúng ta thay vào phương trình số 1 thì chúng ta có được cái N bằng B, tức là 1 V giữ lại chia R là 0.082057 nhân T là 273.15. Như vậy, bấm máy chúng ta có ngay là V chia cho 22.4138695. Đấy. Thế chúng ta viết tắt lại là gì? Gọn lại thì tính là V chia cho 22.4. Chưa? Đây là phương trình số 2. À, đóng khung cái phương trình này lại. Rồi. Tiếp theo. Ở điều kiện chuẩn, tức là 25 độ C và 1 bar thì sao? Chúng ta có T bằng 25 độ C, tức là gì? T bằng 273.15 cộng 25 bằng 298.15 K. Còn cái B bằng 1,3. Khi B bằng 1,3 thì cái thông số R sẽ bằng 0.083145. Chúng ta thay vào phương trình số 1 thì chúng ta có được là gì? N sẽ bằng 1 nhân V chia R là 0.083145 nhân T, tức là 298.15. Rồi chúng ta tính ra là gì? V chia 24.7896815. Hay chúng ta
viết gọn lại là gì? N bằng V chia 24 cos 79. Ở đây là phương trình số 3. Rồi, chúng ta cũng đóng khung cái phương trình này lại. Chưa? Đấy, như vậy là gì? Ở điều kiện tiêu chuẩn thì chúng ta có công thức là N bằng V chia 22.4. Còn ở điều kiện chuẩn thì chúng ta có công thức là N bằng V chia 24.79. Vì sao như vậy thì chúng ta đã có được cái đáp án ở đây đi. À, được chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ một cái vấn đề băn khoăn nữa là gì? Cái điều kiện chuẩn ra đời có thay thế hoặc hủy bỏ điều kiện đấy, đây là một câu hỏi lớn. Như vậy thì cái điều kiện chuẩn tức là cái 25 độ C một bar ra đời có thay thế là hủy bỏ cái điều kiện tiêu chuẩn từ xưa tới giờ, tức là cái gì, cái 0 độ C một át hay không? Thế thì cái câu trả lời là gì, chắc địch là gì? Không, không, không và không nha. Hai cái điều kiện này nó tồn tại song song. Ở Việt Nam chúng ta đang sử dụng cả hai, và các nước trên thế giới nó cũng đang sử dụng cả hai. Là tùy theo cái điều kiện thí nghiệm được lựa chọn nhất định và chúng ta áp dụng cái điều kiện nào. Thế thì cái này nó cũng dễ gây một cái nhầm lẫn cho các bạn học sinh là gì? Bây giờ tính cái số mol khí theo công thức nào? À, thế thì bây giờ chúng ta cần lưu ý là gì? Tức là cái điều kiện chuẩn nè. Tức là cái 25 độ C và 1 bar đó. Thì thường được áp dụng cho các vấn đề về nhiệt động học. Nhiệt động học. Tức là các vấn đề về là gì vậy? Tốc độ phản ứng là một nè. Rồi, cái thứ hai là gì? Năng lượng phản ứng nè. Rồi, cân bằng hóa học. Đấy, những vấn đề về nhiệt động học ấy. Đấy. Thế thì những dữ liệu về nhiệt động thì người ta ghi nhận ở cái điều kiện chuẩn, tức là 25 độ C 1 bar. Do đó nên nó thường áp dụng trong vấn đề nhiệt động học. Còn cái thứ hai là gì? Cái điều kiện tiêu chuẩn. Tức là gì? 0 độ C và 1 atmosphere. Tức là từ cái từ xưa tới giờ đó. Thì chúng ta thường sử dụng trong là gì? Trong các bài tập củng cố lý thuyết nè. Rồi các bài tập vận dụng phương pháp ha. Bài tập vận dụng phương pháp. Rồi bài tập vận dụng cao sáng tạo chẳng hạn ha. Vận dụng cao sáng tạo đấy. Nói chung là những vấn đề về lý thuyết ha, và bài tập ứng dụng trong cái chương trình phổ thông của chúng ta. Như vậy là chúng ta vẫn sử dụng song song hai cái điều kiện này nha. Do đó nên đặt ra một vấn đề là khi ra cái đề thi ha, khi ra đề thi ha, thì chúng ta nên ghi rõ, nên ghi rõ là điều kiện chuẩn hay là điều kiện tiêu chuẩn. Cho điều kiện chuẩn tức là 25 độ C 1 bar, hay là điều kiện tiêu chuẩn giống như từ xưa tới giờ, tức là gì? 0 độ C và 1 atmosphere. Đấy, được chưa? Để các bạn khỏi bị nhầm lẫn. Các công thức tính số mol áp dụng trong giải các bài tập hóa học. Công thức tính đầu tiên, N bằng M nhỏ chia M lớn. Trong đó, M nhỏ là khối lượng, đơn vị là gam, M lớn là khối lượng mol. Đơn vị là gam trên mol,
hoặc là DVC. Còn N là Somon. Đơn vị là Mon. Đấy là công thức đầu tiên. Ta đóng khung công thức này. Công thức thứ hai. N bằng CM nhân V. Trong đó, N cũng là số mol, đơn vị là mol. V là thể tích dung dịch, đơn vị là lít. CM là nồng độ mol, đơn vị là mol trên lít hoặc là m. Chúng ta đóng khung công thức thứ hai lại. Rồi công thức thứ ba, ở điều kiện tiêu chuẩn, tức là 0 độ C và 1 atmosphere, thì N bằng V chia 22.4. Trong đó, N là số mol, đơn vị là mol. V là thể tích khí, đơn vị là lít. Trường hợp thứ tư, ở điều kiện chuẩn, tức là 25 độ C và áp suất 1 bar, thì chúng ta dùng công thức là N bằng V chia 24.79. Trong đó, N cũng là số mol, đơn vị là mol. V là thể tích khí, đơn vị là lít. Trường hợp thứ năm, ở điều kiện bất kỳ, thế thì chúng ta áp dụng công thức là N bằng BV chia RT. Trong đó, N là số mol, đơn vị là mol. V là thể tích khí, đơn vị là lít. T là nhiệt độ, đơn vị là K. Thì ở đây chúng ta có quy đổi là gì? T độ K sẽ bằng 273 cộng T độ C. Như vậy là cái độ K nó hơn cái độ C một cái hằng số là 273. R là hằng số bằng 0.082, đơn vị là lít áp trên mol K. Còn B là áp suất, đơn vị là atmosphere. Ở đây nếu mà đề bài họ cho các thông số của áp suất ở dưới dạng các đơn vị khác thì chúng ta chuyển đổi. Ví dụ như là 1 atmosphere thì sẽ bằng 760
mm khí ngầm hay là 1 atmosphere sẽ bằng 1,01326 bar. Đấy. Nếu mà áp suất cho các đơn vị khác thì chúng ta quy đổi về đơn vị atmosphere. À. Còn cái đơn vị bar này để dễ nhớ thì 1 atmosphere thì bằng 1,01263. Thường thì chúng ta lấy tới 1,013 thôi, để chúng ta làm toán cũng được. Nếu cần độ chính xác cao hơn thì lấy thêm cái số 26 này. Để dễ nhớ thì cái số 26 này chính là gì? Cái 13 nhân 2 lên, đúng chưa? 1,013. Hoặc là 1,013, lấy 13 nhân 2 nữa là 26. 1,013,26. Đúng chưa? Đấy. Rồi, chúng ta đóng cùng cái công thức này lại luôn ha. Như vậy là trong giải toán thì chúng ta thường áp dụng 5 công thức này nha. Thì thứ tự là gì? Cái này thường dùng nhất ha. Rồi sau đó là ưu tiên từ 1 cho tới 5 tùy theo cái đề bài nó cho như thế nào. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý là khi học công thức thì chúng ta phải chú ý tới là cái đơn vị đi đôi với lại cái công thức mình dùng đây nha. Thường thì ở cái công thức này nè ha, thì cái đơn vị là phải chuẩn, chứ nếu mà không chuẩn là nó bị lệch liền nha, tính toán ra nó bị lệch liền. Số mol thì tính bằng mol, thể tích thì tính bằng lít, nhiệt độ thì tính bằng độ K ha. Cái hằng số 0.082 thì đi đôi với cái đơn vị của nó là lít át trên mol K, còn áp suất thì phải tính bằng atmosphere. Khi đề bài cho bằng các đơn vị khác thì chúng ta quy đổi về cái đơn vị chuẩn của công thức này để chúng ta sử dụng. Được chưa? Trong các bài giải toán hóa học bây giờ thì chúng ta nên chuyển các đại lượng của đề bài cho thành số mol hết để chúng ta tính toán. Ha. Thì khi đặt số mol vào bài để tính toán thì chúng ta cái bài giải của chúng ta nó gọn gàng, sạch sẽ và nó đẹp lắm. Ha. Thì so với lại những cái mình đặt các đại lượng khác như là khối lượng hoặc là thể tích thì cái bài tập nó rườm rà, mình nhìn thấy nó rườm rà lắm. Các cái phương trình liên hệ viết dài dòng ha. Cứ chuyển đổi hết về số mol. Sau đó là từ số mol chúng ta quy đổi lại những cái đại lượng khác của đề bài yêu cầu. Chẳng hạn như ví dụ như là từ số mol thì chúng ta có thể tính được là gì? Cái khối lượng nè, M thì bằng N nhân M lớn. Chẳng hạn, hoặc là từ số mol chúng ta có thể tính được cái khối lượng mol M lớn bằng M chia cho N. Ha. Hoặc đây, công thức thứ hai thì chúng ta có thể tính được cái nồng độ mol thì bằng N chia V. Hoặc là tính V thì bằng N chia C mol. Rồi, ở dưới đây thì chúng ta tính được là gì? V bằng N nhân 22,4. Ha. Rồi, ở điều kiện chuẩn thì chúng ta có thể tính được là V bằng N nhân 24,79. Ở điều kiện bất kỳ thì sao? Chúng ta có thể tính được B bằng N RT chia cho V. Hoặc chúng ta có thể tính được là gì? V bằng N RT chia cho B. Đấy. Từ số mol là chúng ta quy đổi phần lớn các đại lượng mà đề bài nó yêu cầu tính. Nha. Được chưa? Các công thức tính thể tích. Các công thức này thường được sử dụng để giải các bài toán hóa học. Đầu tiên, chúng ta có công thức V bằng N chia CM. Trong đó, V là thể tích dung dịch, đơn vị là lít, N là số mol cắt tan, đơn vị là mol, CM là nồng độ mol, đơn vị là mol trên lít hoặc là M lớn. Đây là công thức thứ nhất. Công thức thứ hai.
ở điều kiện tiêu chuẩn, tức là ở 0 độ C và áp suất 1 atmosphere, thì chúng ta sử dụng công thức V bằng N nhân 22.4. Trong đó, V là thể tích khí, đơn vị là lít, N là số mol khí, đơn vị là mol. Đây là công thức thứ 2. Công thức thứ 3, ở điều kiện chuẩn, tức là ở 25 độ C và áp suất 1 bar, thì chúng ta sử dụng công thức V bằng N nhân 24.79. Trong đó, V cũng là thể tích khí, đơn vị là lít, N là số mol khí, đơn vị là mol. Đây là công thức thứ 3. Chúng ta chuyển sang công thức thứ 4. Ở điều kiện bất kỳ, thì chúng ta sử dụng công thức V bằng N R T chia cho B. Trong đó, V cũng là thể tích khí, đơn vị là lít, N số mol khí, đơn vị là mol. T là nhiệt độ, đơn vị là độ K. Ta có cách chuyển đổi là gì? T tính bằng độ K sẽ bằng 273 cộng T tính bằng độ C. Như vậy cái độ K nó hơn độ C một đại lượng là 273. R là hằng số, có giá trị là 0.082. Và đơn vị của R là lít át trên mol K. Còn B là áp suất. Trong công thức này thì đơn vị là atmosphere. Nếu mà đề bài cho các đơn vị khác của áp suất thì chúng ta chuyển đổi 1 atmosphere bằng 760 mm thủy ngân, hoặc là 1 atmosphere bằng 1.013263. Thấy chưa? Đây là công thức thứ 4 để chúng ta tính thể tích. Ở đây chúng ta chú ý là gì? Cái đơn vị của áp suất nè, nếu đề bài cho bằng đơn vị mm thủy ngân hoặc là đơn vị bar thì chúng ta chuyển đổi qua. Nha. Nhớ là nếu làm toán cần độ chính xác thấp thì chúng ta lấy con số 1.013 thôi. Ha. Còn nếu độ chính xác cao hơn thì chúng ta lấy thêm hai số thập phân nữa là 26. Thì để nhớ thì chúng ta lấy 13 để nhân 2 lên là nó 26 thôi. Nha. 1.013 hoặc là 1.013.26. Được chưa? Đấy. Rồi. Trường hợp thứ 5. Chúng ta tính V bằng M dung dịch chia cho D. Trong đó, V cũng là thể tích dung dịch, đơn vị là millilit. Chú ý nha, trong công thức này thì V tính bằng millilit. D tính là khối lượng riêng.
đơn vị là gram trên millilit. Còn MCD tức là khối lượng dung dịch. Đơn vị là gạch. Đây là công thức thứ 5 để chúng ta tính thể tích. Chú ý trong công thức này thì cái V này phải tính bằng đơn vị là millilit nha. Còn khối lượng riêng D tính bằng đơn vị là gram trên millilit. Rồi, công thức thứ 6. Chúng ta có V không khí bằng 5 lần VO2. Thì trong đó VKK chính là thể tích không khí. Đơn vị tính bằng lít. Còn VO2 chính là thể tích khí oxygen. Đơn vị là lít. Đấy. Trong giải toán hóa học thì chúng ta thường sử dụng là 6 công thức như vậy để chúng ta tính toán thể tích và chuyển đổi giữa các đại lượng. Ha, được chưa? Khi học về cái công thức này thì các bạn cũng chú ý là cái đi đôi với nó là cái đơn vị đo lường dùng trong công thức nha. Hãy nhớ. Các công thức khác thì V đều có đơn vị là lít. Còn riêng cái công thức thứ 5 này thì V thì tính bằng millilit nha. Đấy, được chưa? Rồi, chúng ta xem lại toàn bộ nội dung bài giảng ha. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.